Vâng, chúng ta đến với round đầu tiên rồi. Rất xin lỗi anh em vừa rồi cũng chút lỗi kỹ thuật. Hiện tại tình huống đưa về là hai cái đại rồi. Renegade muốn set up bài của bom sợi A để ra đặt bom về Connect nhưng không thành công. Quả bom đã rơi rồi. Ở đây một tình huống 2v2, Rat Invasion đang không có giáp. Và sẽ là một tình huống mà GKS có thể là đặt bom để cho Rat Invasion cover. GKS có giáp, vâng đúng là như vậy rồi. Đặt bom về khu Connector. Vâng, đặt bom về Connector nhưng mà Alman vừa có một tình huống móc máy là hay. Ratification lộ vị trí và đây là ra thứ đầu tiên dành cho VC Gaming. Rất xin lỗi anh em vừa rồi, tình huống vừa rồi có một chút lỗi một chút. Bọn mình bị bỏ mất phần đầu của Rapisto. VC Gaming thì họ sẽ có một cái chiến thắng ở trong round lục này thôi. Renegade với việc đặt được bom thì liệu họ có quyết định full buy hay không đây. Và một Jacob đã lên cho mình một khẩu AK rất cục rồi. AZR cũng có cho mình một khẩu AK luôn. Ba khẩu AK được lên đến từ các thành viên bên phía team Renegade. Và chưa kể một khẩu AK đó là một sự drop ra của Lia nữa cơ. AZ sẽ được tin tưởng sự drop cho một khẩu AK, một cái giáp 2 luôn. Các thành viên bên phía team VC Gaming liệu họ có đoán được điều này hay không đây? Một bom thì vẫn đã được drop ở khu vực T7 và các thành viên bên team Renegade sẽ chiếm khu vực middle đầu tiên. Vừa rồi thì KZ đã bị bắn yếu rồi, lộ ra là lên cho mình những khẩu AK-47 rồi. Bên phía team VC họ sẽ phải bắn cẩn thận lại và vừa rồi Alman cũng đã bị sấy yếu luôn. Vâng, lợi thế về máu đang nghiêng vào các thành viên bên phía team Renegade. Nhưng mà Liad với JKS cũng chỉ có cho mình những khẩu Deagle mà thôi. Và một quả smoke khá hay. Căn vết để ném ra khu vực collector nhưng mà Jacob đã đẩy qua đây rồi. Quả smoke này sẽ trở nên vô dụng mà thôi. Bên phía team VC Gaming đang giữ cho mình đội hình khá cơ bản mà thôi. KZ chính xác là Advent là người giữ lại khu vực jungle. Bốn thành viên còn lại 2A và 2B. Bên phía team Renegade vừa rồi thì Jacob đã phải nằm xuống bởi Advent rồi. Bom thì hiện tại vẫn đang drop ở khu vực T7. Một khẩu AK đã rơi cho bên phía Renegade và có vẻ như là họ sẽ gặp khó trong round game này thôi. Khi mà Brown Invasion bị bắt ở way shot, Aza đổi mạng là nhanh. Nhưng đây là một tình huống mà vẫn còn người trong khu bom side B. Bom đang được nhặt bởi vị trí GKS rồi. Nhưng mà lại cần tăng ra để có mạng Demand. Và đó là tình huống bắn tốt của AZR trước khi bày vào bữa Advent. Lia đang gặp khó rồi, 30 giây. Bom sẽ được di chuyển ra khu bom side B thôi. Lia đang phải trốn. Đây là một tình huống chơi game sinh tồn của Lia. Anh chàng Advent chủ động đứng bên quả smoke để tìm một góc one way. Đây là một tình huống đặt bom thành công cho Renegade. Và Joking có mạng Laya, GKS yếu máu 32 máu, 1v3 và tỷ số là 2-0 cho VC Gaming. Một round mà bên phía team Renegade chủ động lên cho mình 3 khẩu AK. Nhưng mà cũng chỉ cấu cho mình được 2 mạng thôi. Một mình AZR là người duy nhất có cho mình double kill. Và VC Gaming họ sẽ gỡ bom thành công. Renegade thì họ lại đặt được bom rồi. Liệu họ quyết định fork buy tiếp hay không đây? Vâng, có vẻ như là sẽ chọn đó chính là half buy mà thôi. Lên cho mình những khẩu lục và những cái giáp 1. Rất nhiều smoke như thế này, khả năng cao. Đây sẽ một round thi đấu set up bài đến từ Renegade chưa? 5 quả smoke đã được lên rồi. Rất nhiều flash. 3 quả flash như thế này, khả năng là rất bê em ạ. Vâng, Gratification là người giữ tiền. Chỉ bắn cho mình một khẩu Glock thôi để có thể lên cho mình ốp ở trong round thi đấu tiếp theo. Và Renegade họ đang muốn set bài đánh vào khu vực bom side A rồi. Vâng, set bài đánh bom A. Và VC Gaming liệu họ có quyết định để cho đối phương đặt bom hay không đây? Vâng, có vẻ như là sẽ bách ngược lại khu vực giữ khu vực CT rồi. Nhưng đây là một tình huống mà không có smoke stair. Vâng, set bài kiểu gì thế này? Dâu kinh đẩy ra và có cho mình hai mạng vừa rồi. Có vẻ như là một quả smoke lỗi chăng?
Advent cũng đâu là KZ, mỗi người có cho mình thêm một mạng nữa. Và cuối cùng thì JKS. Không phải đó là một tình huống smoke lỗi, mà đây là quả smoke mà bên phía Renegade muốn ném bài để đặt bom ra về khu RAM hoặc là ở khu connector. Không phải là một tình huống ném bom lỗi đâu Trọng Linh ạ. Đây một round thi đấu mà Renegade dùng cái bài chiến thuật setup A này, bài này là từ rất cũ rồi. Đây là cái bài setup bom cắt ngang ra thùng 3 để đặt bom về khu RAM hoặc connect, chứ không phải là một tình huống ném bom lỗi đâu. Không có smoke tè này, không có smoke tè hơi khó. Vì ý định đấy là smoke để tràn lại và bắn được tè, chứ không phải là ấy, chứ không phải là smoke lỗi anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao cả, khi mà Renegade hát bài vừa rồi ở round này sẽ full bài được. Còn JKS vừa có mạng cắt bèn ở cục bom sang A, nhưng mà KZ đổi mạng là nhanh, từ lộ vị trí người RAM rồi. Đó là tình huống mà JKS đã lộ vị trí. Và Freeman muốn giữ lại cục jungle và đã có được một cái đầu AZR rất nhanh chóng, thì Joe King đã bắt được GKM. Và có vẻ như đây là round thứ tư dành cho VC Gaming rồi. Nhưng mà Grand Invasion bắt được Alman, níu vớt một chút cơ hội dành cho Renegade. Vâng, và bây giờ thì 2v3 cơ hội vẫn còn dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Một người đang giữ lại khu vực window đó chính là vị trí của Joe King. Và bây giờ thì Joe King bắt được JKS thành công. Một mình Grand Invasion sẽ làm gì đây? Sai timing. Và cuối cùng thì Joe King có cho mình triple kill rồi. Vẫn là cái tên Joe King. 4-0 dành cho VC Gaming. Có vẻ như là trận thi đấu này khá là bất ngờ đây. Đừng nói với tôi đây là một tình huống pick map cho nhau. Imeno thì Renegade bắn vẫn nổi tiếng rồi. Imeno bắn, Renegade bắn rất hay. Nhưng mà ở map thì Midnight này với cái line map cũ thì còn hay, nhưng line map mới này có vẻ như hơi khó. Khi mà tôi cũng đã nhìn thấy rất là nhiều lần Gravitation cũng như Laia thi đấu ở team Greyhound, họ cũng không bắn tốt ở map thi đấu này đâu. Và Gravitation đã bị hạ gục bởi KZ. Một tình huống mà có ốp ở Snipehead. Vâng, và một quả lửa được trả vào, Liad sẽ không thể đẩy lên trên khu vực cống nữa. Trong đó thì JKS vừa rồi có vẻ như ăn một quả nếp yếu rồi thì phải. Bên phía team VC Gaming họ đã có cho mình cái lợi thế hơn người. Rồi thi đấu này thì Renegade cũng chỉ có cho mình những khẩu lục mà thôi. Lại là một tình huống boost vào khu vực jungle một lần nữa đến từ vị trí của Jacob. Lần này thì sẽ không có ai giữ lại cả. Bây giờ thì Jacob sẽ đẩy được vào khu vực City Bay. Vâng, có vẻ như là sẽ móc để đánh vào khu vực bom side B. Và liệu các thành viên bên phía team VC Gaming có vẻ như đang không biết được điều này rồi. Vâng, sẽ là rất tai hại nếu cả hai player đều nằm xuống. Bây giờ Jacob sẽ tìm cả hai người luôn, phát hiện ra vị trí của Freeman và cả Alman nữa rồi. Tuy là JKS vừa rồi đã phải nằm xuống trên khu vực pallet, và bây giờ là một mạng dành cho Jacob nhưng không bắn chết được người thứ hai. Vâng, khá đáng tiếc khi anh chỉ có cho mình một khẩu Deagle. AZR vừa rồi đã phải nằm xuống ở trên khu vực lầu B. Và bây giờ thì cơ hội sẽ là không còn dành cho Jacob khi mà anh chỉ còn cho mình 7 máu. Và đúng là như vậy rồi, tỷ số sẽ là 5-0. Đáng nhẽ ra là AZR nên kết thúc được cái mạng của Freeman. Có vẻ như đó sẽ một round thắng của Renegade. Nhưng mà Freeman lại còn bắt được AZR trên vùng lầu. Quá đáng tiếc của Renegade khi mà vị trí bỏ của GKM vừa rồi đã một tình huống bỏ quá hay rồi. 5-0 thì VG Gaming, Renegade sử dụng quyền tham gia tactic lần đầu tiên. Và với những số lượng tiền trên người của Renegade, có vẻ như họ sẽ vẫn full buy được một cách bình thường thôi. Gravity Faction có thể lên cho mình được một khẩu AWP. Liệu anh có quyết định lên hay không đây? 6.001 thì đủ lên giáp 1 ốp và một vài quả bom. Vâng, và bây giờ thì đúng là như vậy rồi. Đúng như dự đoán của Carter Ngô. Một cái giáp 1 thôi. Một khẩu ốp. Renegade thì họ đang để bị dẫn trước 5-0 rồi. Chính map pick của mình có vẻ là một khởi đầu không thuận lợi lắm dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Và bây giờ lại là một tình huống set bài bom sai A rồi. Vâng, di chuyển đến cả 5 người luôn ở khu vực bên ngoài bom sai A. Có vẻ như là set up bài ở khu vực cái khoảng thời gian rất sớm mà thôi. Đây là một tình huống sấy qua smoke rất hay từ vị trí của Joe King. Advent cũng đã hạ gục được dây cơm rồi. Bây giờ tiếp tục một quả lửa của Advent có cho mình cái mạng của Azer thành công. Vâng, quá khó rồi. Vâng, một tình huống rất tai hại của Renegade set up bài A, nhưng mà quả smoke ste lại thành quả smoke sandwich. Là thằng đứng ở sandwich nó đứng bắn ở ste nó bắn luôn cả thế giới luôn. Và Renegade
rơi 3 người khoảng thời gian rất nhanh. Đang không thể muốn đẩy họ vào để làm một điều gì đó, nhưng mà khe kề vẫn tan tàn này. Đổi mạng là nhanh GGS, nhưng mà cuối cùng thì Alman kết thúc trận đấu rất nhanh, kết thúc round hiệp thứ 6 rất nhanh. 6-0 MVC và Lyra 0-1-6. Gravitation AZR 2-0-6. GKS 3-0-6. GKM 4-1-6. Vâng, Advent. Có vẻ như Mark thi đấu này thì Advent đã trở lại chơi game rồi. Ông với khẩu AUG này thì Advent đang bắn đến cho mình được tận 38 frag. Bên phía team Renegade trong round thi đấu này thì họ sẽ có một tình huống half buy mà thôi. Jacob sẽ là người cầm AK, trong đó là JKS lên cho mình một khẩu scout. Vừa rồi thì Joking muốn xấy qua smoke tiền, AZR chỉ mất cho mình 26 máu, KZ đã bị bắn yếu. Bên phía team Renegade đang có những tình huống muốn chiếm lại khu vực middle. Các thành viên bên phía team VC Gaming đang giữ cho mình đội hình khá là cơ bản ở trong map thi đấu này, trong round thi đấu này. Vâng, Joking đang là người giữ lại ở khu vực connector. Joking đang là người top frag dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Ở cả map thi đấu trước thì Joking cũng đang bắn khá tốt rồi. Renegade họ chiếm được middle, nhưng liệu họ sẽ làm được gì đây? Một quả smoke window được trả vào. Các thành viên bên phía team Renegade họ vẫn đang chỉ muốn pick người mà thôi. Nhưng VC Gaming đang bắn rất an toàn. Vâng, bây giờ tiếp tục boost lên để pick người cùng connector và đã thành công rồi. Joking đã phải nằm xuống với Jacob. Một mình KZ đang là người giữ ốp lại trong khu vực CT ở đây. Vâng, bên phía team VC thì họ vẫn đang chỉ giữ hai người khu vực bom sai A mà thôi. Hai thành viên còn lại bên bom B vẫn đang chưa muốn di chuyển. Bây giờ là một tình huống kê trước đến từ vị trí của Advan và Jacob đã phải nằm xuống rồi. Tình huống đã được đưa về là 4v4. Tuyến khu vực City Bay vẫn đang được chiếm bởi các thành viên bên phía VC Gaming. Bom sẽ được đặt mà thôi, một quả bom ở khu vực thùng 3. Alman vừa rồi đã kết thúc được JKS thành công và AZR cũng chỉ còn cho mình 7 máu. Vâng, đẩy ra và bắn rất hay đến từ vị trí của Gratifaction. 3v3. Vâng, vẫn còn một người khu vực City Bay, đó chính là vị trí của KZ với khẩu AWP. Các thành viên bên phía team VC Gaming bắt đầu back về rồi và AZR có một tình huống mà muốn kê hai đường nhưng mà đã phải nằm xuống với Freeman. Tiếp tục thì KZ kết thúc Gratifaction và tỷ số sẽ là 7-0 dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Lỗi rất lớn đến từ anh chàng kê Connect. Có vẻ như là không tin tưởng người đồng đội của mình đang ở khu jungle thì phải. Chả hiểu sao khẩu CZ 75, một khẩu CZ đã bị nớp rồi. Một khẩu CZ mà cần phải bắn 3 viên vào đầu một cách chính xác nhất thì mới có mạng. Tức là phải canh một đường thôi. Không hiểu sao ở đây lại lắc ngược lại ra jungle à. Một tình huống AZR sai ra mình phải nói là rất quê. Và 7-0 cho VC Gaming. Renegade có chơi game ở những cái giây phút này hay không đây? Và một quả smoke không mà theo thương hiệu của mạng Xboy. Và đó là quả smoke theo phong cách của Futsa. Quả smoke đó thì với tình huống dập lửa như vậy là không thành công. Và đã có một quả smoke ở short ném ra rất nhanh đến từ bên phía Renegade. Control mid ở khoảng thời gian 1 phút 35 giây. Vâng, mặc dù control được mid đồ nhưng mà liệu Renegade họ có cho mình ra chiến thắng đây hay không đây? Rào trước thì họ cũng có được mid khá là thoải mái thôi. Vì rào thi đấu này, Joking đã chọn cho mình một cái vị trí an toàn hơn rồi. Joking đang có tình huống di chuyển sau quả smoke ở đây, không dám bò vào trong khu vực connector như rào thi đấu trước nữa. Và bây giờ thì AZR đối đầu với Joking và AZR sẽ là người chiến thắng. Một lần nữa Joking lại chết chay rồi. Ông Tuyền vẫn còn đó là thanh niên Advent ở đây với khẩu AUG. Một quả lửa được trả vào khu vực jungle. Bây giờ Advent đẩy ra và một tiếng sấy hơi lỗi đến vị trí của Advent. Và Gratification mới là người kết thúc Advent thành công. Jacob đẩy ra không chung City và có cho mình mạng của Freeman. Tiếp tục thì double kill cho Jacob. Một round Renegade họ giữ được cả 5 người luôn. Round thắng đầu tiên dành cho bên phía team Renegade. Nhưng mà bên phía của VC Gaming vẫn còn rất nhiều tiền. Cái khó cho Renegade là ở đây. Freeman vừa rồi còn hơn 10.000 tiền, ông mẹ thì cũng có đến 7k. Ở đây là một round full buy hết đầy đủ. Nhưng mà lượng tiền cũng không còn là nhiều nữa dành cho các thành viên bên phía team VC Gaming. Các bạn có thể thấy giữ tiền ở bên phía team CT là khó như thế nào.
một lần nữa bên phía team Renegade họ sẽ quyết định chiếm mid mà thôi, nhưng đây là một tiếng đẩy mid đến vị trí của Zhou King rồi, bị flash trắng quá, một mạng cho Zhou King, double kill rồi, không chính xác hơn là mạng của Advent. Và bây giờ thì rút OSP ra bắn nhau, Gravity Faction của nó Liad đã rất yếu rồi. Liad đẩy ra khu vực cống và móc được Zhou King thành công, đưa tình huống về là 3v3. Một tiếng vừa rồi mà không hiểu sao Zhou King vẫn có cho mình được đến hai mạng. Vừa rồi đó là một tình huống của VC Gaming có những tình huống đẩy mid khá là hay, có tình huống đẩy mid theo bài của Astralis. Nhưng vừa rồi thì có vẻ như là AZR, người đứng sau anh chàng GKM, đã bắn lỗi skill và rõ ràng là Zhou King vừa rồi đã bị phát hiện vị trí. Mà cũng phải nói đó là một tình huống cover tốt đến được vị trí của Advent nữa. Renegade thì bây giờ hai player đã rất là yếu máu rồi, đang muốn đánh một vụ bom sai B. Bom sai B hiện tại đang được giữ bởi vị trí của Freeman. Tuy nhiên Freeman có vẻ đang muốn nhìn vào khu vực B shot. Một quả lờ được trả vào, Freeman sẽ biết được điều này thôi. Đẩy ra bắn nhau và đổi mạng thành công đến từ vị trí của JKS. Tuy nhiên thì anh cũng chỉ còn cho mình 12 máu thôi. Bom hiện tại vẫn được drop xuống rồi. Vâng, Gravity Faction sẽ kêu ngược lại khu vực apartment. Và bây giờ thì bắn yếu được vị trí của KZ. Vâng, rất đáng tiếc Advent có một góc đẩy rất đẹp ở đây. Và các thành viên về team VC đã rất yếu máu rồi. Bây giờ thì nhá ra và Advent sấy lộ vị trí. Vâng, một tình huống mà JKS đã nhá rất hay. Vâng, bắt đầu đặt bom, KZ đẩy vào và cuối cùng thì Gravity Faction kết thúc được KZ thành công. 2-7 dành cho bên phía Renegade rồi. Nhưng mà số lượng tiền trên người của các thành viên VC Gaming, họ vẫn có đủ tiền full buy thêm một round hiệu nữa. Nhưng nếu như mà full buy trong round hiệu này, số lượng bom mìn trên người của VC Gaming sẽ là hơi yếu. VC trong round thi đấu này thì họ có lẽ họ sẽ quyết định phóc bài mà thôi. Dấu kinh đã lên cho mình một khẩu M4A4 rồi, nhưng mà cái gì này? Vâng, quyết định lên M4 nhưng không đủ tiền để lên giáp nữa. Có vẻ như là sẽ drop M4 cho đồng đội chăng? Có vẻ như là dấu kinh vừa rồi cũng tình huống tính tiền hơi nhầm. 3.001 vừa rồi thì anh nhớ nhầm là dấu kinh có tầm 3.002, 3.003. Đáng nhẽ nên lên giáp và phá mát. Vâng, bây giờ sao lại được reset rao này? Lỗi cái gì thế này? Khá là khó hiểu. Có vẻ như là chắc là biết là lỗi kỹ thuật nên mới lên cái kiểu đấy thôi. Reset rao. Và bây giờ thì Zhou King liệu có một tình huống chọn lên M4 không giáp nữa hay không đây? Vâng, bây giờ đây, đổi luôn cho mình một khẩu MP5 rồi. VC Gaming trong round thi đấu này thì họ vẫn có thể full buy đầy đủ mà thôi. Có đến 3 khẩu SMG dành cho các thành viên bên phía team VC. Nhưng KZ vẫn còn đó cho mình một khẩu AWP. Đây là một tình huống mà Advent có vẻ như đang muốn cương ở khu vực ARAM rồi. Liệu có chờ đồng đội búp flash vào để đẩy vào ARAM hay không đây? Vâng, một quả flash được búp vào và đúng là như vậy. Vừa rồi đó là tình huống búp flash đẹp. Chứ không như Huy Đô Ba búp flash cho anh. Quả flat toàn bóp thôi và Oman kết thúc Laia ở trên vụ bom tay bê rồi. Nhưng một tình huống đổi mạng nhanh đến từ GKS. Một lửa vào hụt tích em bóc rất cẩn thận dành cho các thành niên Renegade. Vâng, Zhou King thì cũng không việc gì phải quá vội vàng cả. Đợi đồng đội đi tech về, chủ động dành cho Renegade đặt bom. Một round thì đầu 4v4 và số lượng bom mìn của VC đang là hơi ít. Và Gravity Faction bắn chết được KZ. Double kill cho Gravity Faction. Gravity Faction cầm mọp cái vào phong độ cái nó phải khác hẳn và bắn vào toàn mặt đến từ GKM. Anh chàng này đã đi đến jungle từ 2 đến 3 lần rồi, mà lần nào đi ra cũng bắn toàn vào mặt thôi. Thật sự là sợ. Và Renegade có đào thiếu thứ 3, một mình Oman đã lộ vị trí rồi. Có vẻ như GKM biết điều này và đó là double kill dành cho GKM. Comeback is real chăng? Renegade họ đang bắt đầu trở lại với đúng cái phong độ của mình ở map thi đấu đầu tiên rồi. Vừa rồi thì Zhou King có một tình huống muốn nhặt ốp khá hài. Ngay lập tức thì Gravity Faction kết thúc Zhou King thành công mà thôi. 3-7 thành viên bên phía team Renegade. Bây giờ thì họ sẽ có một round full buy đầy đủ, trong khi đó đối phương của họ VC Gaming đã yếu tiền rồi. Round thi đấu này thì chỉ lên được cho mình những khẩu lục mà thôi. Một flash được lên đến từ vị trí của Advent. Có vẻ như là muốn búp flash để đẩy vào trong khu vực ARAM chăng? Vâng, là di chuyển 5 người khu vực bom sai A. Gravity Faction vừa rồi đã có thêm cho mình một mạng với khẩu AWP của mình. Bên phía team Renegade thì họ đang có vẻ như muốn set up bài khu vực bom sai A. Tuy nhiên thì VC họ đang giữ đến 4 người khu vực bom sai A rồi. Một tiếng sách A đến từ các thành viên bên đến VC. Một quả lửa được trả vào khu vực under. Bây giờ thì đẩy lên. Còn Jacob khó cho mình một mạng của KZ. Tiếp tục thì Alman hạ gục được AZR thành công. Advent đổi được mạng của JKS.
Advent có cho mình double kill rồi, nhưng bây giờ sẽ là khó cho Advent. Và đúng là như vậy, Jay Cường tiếp tục có cho mình triple kill để đem về ra thắng thứ tư dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Vừa rồi cũng phải nói lại là VG Gaming có đến 2 người ở group Under Parlay. Điều đó là Renegade đã không ngờ. Và anh chàng thứ hai ở trên group Parlay đã làm 2 mạng, nó tuyệt vời. Renegade có một round đấu full buy nhưng bắt Eco cũng rơi đến 3 súng. Khá là đáng tiếc cho nhóm Renegade. Nhưng mà cái việc mà rơi 3 súng ở bên phía T-side nó không tai hại vào CT. Các bạn có thể nhìn thấy lượng tiền Renegade vẫn còn là rất nhiều. AZ chủ động ném một quả lửa ra để dập smoke của đối phương. Vì bên phía Renegade họ quyết định không ném smoke của window nữa. KZ vừa phí một quả lửa không để làm gì cả. Vâng, AZR đã trả ra quả smoke của window rồi. Nói chung là không ném từ T-Bay thôi. Nhưng mà KZ có một mạng của GKM ở Grand. Đây một quyết định bắn lao hào rồi. Grand Division và GKM vừa có những mạng đồng thời với nhau. KZ chơi một 3 với Orb như này sẽ là quá tù. Và đó là mạng GKM. Lion nằm xuống những AZR đổi mạng Freeman thành công. Được tình huống về là 3v1. Vẫn cố gắng đặt form khi mà không có sự cover. Grand Division phải trả giá và Renegade có round thứ 5. Một round mà các thành viên bên phía team Renegade đã tràn vào bomba rất nhanh. Ngay lập tức thì họ có vẻ như đang áp đảo về skill hoàn toàn. Gravity Faction sau khi có cho mình được khẩu AWP là bắn rất là cháy. Thật sự thì Gravity Faction bắn ốp phải gọi là rất tởm. Nhưng mà ngày hôm nay map thi đấu này thì Lihat đang hơi tù một chút. Mới chỉ có cho mình một frag mà thôi. Đang để đồng đội gánh là hơi nhiều. Bên phía team Renegade trong round thi đấu này thì họ sẽ lại chia mid mà thôi. Vẫn không muốn ném smoke từ T-Bay lên window. Chỉ một quả smoke gần để chiếm khu vực middle. Bên phía team VC thì round thi đấu này cũng đã yếu tiền rồi. KZ đang nấp ở bên trái của window. Và liệu các thành viên phía team Renegade có biết được điều này hay không đây? Một quả smoke được trả vào khu vực window rồi. Bây giờ thì vị trí của KZ sẽ phế hoàn toàn. Ngay lập tức anh sẽ phải đổi vị trí cho mình mà thôi. Renegade họ lại chiếm được khu vực middle thành công. Và bây giờ đang muốn đánh mid to be chăng? Jacob đang clear lại khu vực ladder room. Và bây giờ một tiếng bắn Deagle rất tốt đến từ vị trí của Freeman. Vâng, AZR đang muốn đẩy ra đấu súng ở đây. Có một vị trí backup đến từ vị trí của thanh niên KZ rồi. Ngay lập tức phải nằm xuống. Alman đẩy ra với khẩu P250 và có cho mình một mạng. Tiếp tục là một tiếng mock mid. Nhưng mà Joking vừa rồi đã bắn hơi lỗi một chút. Lihat đã cả gục được Alman thành công. Và Freeman cũng phải nằm xuống với Lihat. Tiếp tục là một mạng nữa dành cho Advan. Ngay lập tức Gravity Faction đổi mạng thành công mà thôi. 6-7 dành cho các thành viên bên phía team Renegade. Vâng, Lia vừa rồi có một tình huống cải thiện KDA. Đang từ 1-2-11, à 1-2-10 thì thành 3-3-11 rồi. Bắn chết 2 thì còn kiến tạo 2 nữa. Vâng, và bên phía team VC Gaming round thi đấu này họ sẽ đủ tiền để full buy mà thôi. Vâng, tỷ số từ 7-0 bây giờ đã là 7-6. Cú comeback cực mạnh đến từ các thành viên bên phía team Renegade. Và AZR lần này sẽ là người bắn ốp. Có vẻ như là đây là một tình huống mà AZR có spawn đẹp hơn. Nhưng mà Gravity Faction vừa rồi đã bị bắn rất yếu rồi. Chỉ còn cho mình 5 máu mà thôi. Và bây giờ thì có lẽ sẽ đổi ốp lại cho vị trí của Gravity Faction mà thôi. Bên phía team VG Gaming mình trong round thi đấu này có một sự thay đổi đội hình một chút. Khi mà đang bắn đến 3 người khu bom sai A. Vâng, chính xác hơn là vị trí của Alman bây giờ cũng back về B rồi. Sẽ lại là một đội hình cơ bản đến từ các thành viên bên phía team VC Gaming. Renegade trong round thi đấu này thì có vẻ như họ đang muốn đánh vào khu vực bom sai A. Vâng, để cho vị trí của JKS đang là người giữ lầu. 4 thành viên còn lại sẽ di chuyển và chiếm được khu vực middle mà thôi. Con zone mid được hoàn toàn đến từ bên phía Renegade rồi. Và có vẻ như họ đang muốn có một tình huống đánh từ mid lên A thì phải. Bom đang được hầu về cục tì bày. Đã có quả smoke chạy đi cục connector rồi. Nhưng mà dâu kinh cần Advent cần phải bắn tốt với khẩu AUG chơi cục RAM. Cần phải có một mạng nếu như mà VC Gaming muốn đánh một cái bài midway hóa giải thành công. Vâng, Gravity Faction có mạng Advent. Vừa nói Advent xong anh chàng phải chết. Nhưng mà dâu kinh vừa được một đổi hai đến từ dâu kinh. Lộ vị trí và thay đạn giữa đường đến từ dầu kinh là hơi buồn cười. 3v3 rồi. Bom được đặt thành công như các thành viên Renegade. Gravity Faction có double kill. Thủ trong bom là hay. Nhưng một Gravity Faction có 5 máu thôi. Jiget có một mạng trước khi mà nằm xuống với Alman. Tình huống đưa về là 2v1. Có một người đã vào đến khu CD Bay rồi. Vì Alman không hề biết điều này. Nhưng mà đây là quả bom đặt đẹp về khu vực CD Bay.
Vâng, Alban trả ra nhưng đó là tình huống bắn tốt của GKM. Trả ra flash để báo hiệu là tao đang chuẩn cỡ đây này. Một tình huống mà Alban biết là GKM ở đấy rồi nhưng mà không thể quát thành công. Và Renegade họ đã cân bằng được tỷ số rồi, 7-0 thành 7 đều. Không thể tin được. Đừng bảo với tôi là cái lượt first half này sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về bên phía team Renegade. Khả năng cao là như thế mà, khi mà nhìn thấy số lượng bom thì đã biết đến người thắng rồi. VC Gaming dẫn 7-0 và họ đang để được comeback 7 đều và có một tình huống đẩy khung underpass. Nhưng mà GKS đi lên khu vực TA vừa là một mạng rồi. Lia đổi mạng áo màn trước khi mà GKS nằm xuống 10 KZ. Bom sai A chỉ còn một thành viên rồi, đó là anh chàng dầu kình. Renegade đang di chuyển toàn bộ hình về khu bom sai A rồi. Set up bài A đến từ các thành viên của Renegade. Hơn người và họ vẫn đang đánh nhau bài. Vâng, có cái gì thế này, khi mà tôi nhìn thấy trên minimap thì các thành viên của VC Gaming đang di chuyển hết về B. Vâng, một round thi đấu mà gọi là đường ai nấy đi rồi. Vâng, vậy là bên phía team Renegade sẽ đặt được quả bom này thoải mái mà thôi. Đang có một tình huống móc ở khu vực T-Bay đến từ vị trí của dầu kinh, đẩy mid móc ngược với T-Bay. Và liệu cái timing này thì các thành viên phía Renegade nó biết hay không đây. Và team Faction đã đẩy ra rồi, Tuyền Anh chỉ bị xây yếu mà thôi. Bây giờ Jacob đẩy lên và Freeman sẽ là người phải nằm xuống trong tình huống này. Vâng, và team Faction vẫn muốn đẩy ra rất cục. Và bây giờ thì anh sẽ back về sau cái tình huống nhá này thôi. KZ phải nằm xuống với một mình, dầu kinh sẽ làm gì đây? Vâng, tầm lắc rất ảo đến từ vị trí của dầu kinh. Có cho mình một mạng nhưng ngay lập tức dây cơm đổi mạng thành công. Và 7-0 nó đã thành 8-7 dành cho Renegade. Trọng Linh thì cũng có thể gọi là Linh tiên tri rồi. Không thể tin được anh em ạ. Thật sự là rất quỳ. Lý quỳ rồi. Vâng, mà không hiểu trận thi đấu của team Astralis thì như thế nào nhỉ? Astralis đang gặp team team gì? Hellraiser. Astralis đã để thua map thi đấu đầu rồi, không biết map 2 là đang như thế nào. Có vẻ như map 2 cũng đang khá là cân. Renegade ngày hôm nay vị trí của Azer cũng là Jacob đang bắn rất tốt, thậm chí là cả JKS nữa. Trong khi đó thì thanh niên Gratis Faction, một thanh niên mới của team, phải bắn ốp phải gọi là rất chắc tay. Bên phía team VC Gaming ở lớp second half này sẽ phải bắn bên phía T-Side. Tuyển tỷ số 8-7, map thi đấu Mirage cũng là một map khá là cân bằng mà thôi. Cơ hội dành cho VC vẫn còn. Hiện tại thì Renegade đang dẫn trước với một map thi đấu rồi, map thi đấu Inferno. Map đầu tiên Renegade đã chiến thắng với tỷ số 16-12. Và đó lại là map pick của các thành viên bên phía team VC. Ui rồi ôi, vâng, một cái cam phải gọi là rất chất. Đây là cái cam gọi là selfie đấy anh em ạ. Các thành viên VC Gaming đang selfie. Đây, Renegade thì gọi là selfie. Khi mà các thành viên của Renegade đều là SAS thôi. Toàn là mấy anh mặt nạ chống độc như thế này. Selfie làm cái gì? Năm thằng như một. Một cam rất mới đến từ vị trí của ESL. Không hiểu ai nghĩ ra cái trò cam selfie này. Hình như em vừa có một fan nữ vào xem đấy. Có khi anh nghĩ là vợ em. Cố lên Trọng Linh cơ. Bây giờ thì round pistol sẽ được bắt đầu rồi. Freeman sẽ được lên cho mình một khẩu P250. Bằng khẩu P250 này thì sẽ làm được gì đây? Trong khi đó bên phía team Renegade, Azer sẽ là người lên kit cho các người đồng đội của mình. Ở Renegade đang chủ động bắn đến 3 người cùng bom side B. Gratis Faction bẩy ra rồi, một tiếng bắn đinh. Gratis Faction chỉ còn cho mình 9 máu mà thôi. Vâng, tiếp tục là những tiếng đẩy lầu đến từ các thành viên bên phía team Renegade. Một mình Alman sẽ là người phải sủi ở đây. VC chiếm được mid thì Renegade lại chiếm được lầu B. Vẫn đang hầu lại rất trì đến từ các thành viên bên phía VC. Đấu súng xảy ra trên khu vực lầu B. Tuyền Alman cũng chỉ mới mất cho mình 17 máu thôi. Gratis Faction đang có tình huống nhá check rất là nguy hiểm và anh chỉ còn cho mình 9 máu. Vâng, đặt tầm vào đúng vị trí của dâu kinh luôn. Bây giờ thì bắt đầu sẽ là đổi sang nhảy check.
Bên phía team VC có vẻ như họ sẽ đổi hướng đánh vào khu vực bom sai A. Thì vẫn đang có một thanh niên giữ lầu, đó chính là vị trí của KZ, vâng, giữ khu vực lầu A. JKS đang là người ở trong khu vực tích két vừa rồi thì Gratification đã phải nằm xuống với Alman rồi. Lợi thế hơn người đang nghiêng về bên phía team VC Gaming. Bom được đặt, một quả bom thùng 3 về khu vực Connector. Bây giờ thì JKS vừa hạ gục được Advent thành công, búp phát đến từ vị trí của AZ, bắt đầu đẩy vào. Tuy nhiên thì JKS đã có cho mình double kill rồi, KZ đang bắn hơi lỗi một chút, bắt đầu đẩy lên đến vị trí của Jacob. Và bây giờ thì Jacob headshot được KZ thành công. Tuy nhiên thì không có smoke để có thể gỡ quả bom này. Các thành viên bên phía Renegade sẽ phải đẩy dài đầu súng. Và bây giờ thì Alman phải đắm súng và tiếp tục là một mạng nữa đến từ vị trí của Jacob. Bắn USP là rất ảo. Rất đơn giản nếu Renegade trong round này thôi. GKM làm 3 và GKS làm 2. Nên là Renegade đã có chiến thắng. Một round thi đấu mà bất chấp việc Gratification yếu máu ở khoảng thời gian rất sớm, tình huống nhìn đều ở middle, nhưng mà Renegade chủ động cho VC Gaming đặt bom ở A và retake ngược cũng dễ hiểu thôi. Bom tại A thì dễ cứu hơn là bom tại B. Và Renegade đã ăn được một pistol round rồi. Dọc King là người được đồng đội drop cho một khẩu AK-47, đó là một tình huống bài láo đến từ Alman. Key player sẽ là Dọc King, và nếu như để thua round thi đấu này thì Renegade nhiều khả năng lên được đến round thi đấu thứ 11. Vâng, và bên phía team VC thì họ đã chiếm được khu vực middle rồi. Liệu các thành viên phía team Renegade có đoán được chuồng lên AK này không? Đây, vâng, phát hiện ra khẩu AK này rồi. Bây giờ thì Dâu King sẽ phải nằm xuống với AZ mà thôi. Tiếp tục Jacob đẩy ra khu vực connector. Một mạng cho Jacob. Double kill dành cho Jacob rồi. KZ cũng đã yêu máu và là một mạng nữa đến từ vị trí của AZ. Alman bây giờ muốn làm gì đây? Và cuối cùng thì Alman phải nằm xuống bởi Gratification. Và tỷ số sẽ là 17 dành cho các thành viên bên phía team Renegade. VC Gaming trong round thi đấu này thì họ vẫn đủ tiền để full buy mà thôi. Tuy nhiên thanh niên drop AK vừa rồi đó chính là vị trí của Alman sẽ phải chấp nhận bắn cho mình một khẩu SMG hoặc là một khẩu lục. Và VC Gaming sử dụng quyền tham out topic đầu tiên, dẫn trước 7-0 và họ đang để cho Renegade comeback với tỷ số 17. Và bên phía team Renegade trong round thi đấu này lượng súng cũng là khá ổn mà thôi, chỉ có một mình Liad sẽ là người còn một khẩu MP9, trong khi là AZ đã được ship cho mình một khẩu AK rồi. Cảm ơn anh em, anh chàng là shipper có tên là Dốc Kinh đến từ đất nước Trung Hoa. Alman đã phải sử dụng cho mình một khẩu UMP Zap 2 và hai quả nết rồi. Advent thì có vẻ như vẫn chưa lên súng. Thế suy nghĩ là round này bắn súng gì hơi lâu rồi phải. Bây giờ thì lên cho mình một khẩu AK và một cái Zap 2 rồi. Các thành viên bên phía team VC Gaming trong round thi đấu này thì họ đang di chuyển khá đông người trên khu vực lầu B bằng một tình huống di chuyển rất điệu nghệ đến từ vị trí của Gratification. Với cái tình huống di chuyển này, Gratification sẽ thoải mái có được khu vực middle dành cho các thành viên bên phía team Renegade mà thôi. VC Gaming đang di chuyển 4 người còn lại trên khu vực lầu B và một quả smoke khá sâu ở đây. Tuy nhiên VC Gaming sẽ quyết định đẩy qua. Còn Lian đang giữ trên tay quả đấy. Giữ tay cơ, và một quả nết là rất hay, một quả nết và đến ba người đau. Đau chưa mà khẩu MP9 vẫn quẩy ở fan phải nói là hợp lý rồi. Rất tiếc đò bên phía của Lea thì bắn yếu được Alman rồi. 4v3 rồi, VC Gaming sẽ đắp full bài về. Và đang có những tình huống chờ đặt bom. Và một bom đặt và thành công đến từ bên phía team VC. GKM đã móc sau rồi, nhưng mà Gratification nằm xuống ở khu vực B-shot. Khá là khó cho Renegade trong round thi đấu này, có vẻ như Renegade sẽ xếp súng. Một round thi đấu mà VC Gaming đổi bài tấn công của mình, không đánh A và đánh mid nữa, trực diện sẽ đáp bài của bom sai B luôn và họ đã giành chiến thắng. Một round mà một quả nết trả vào là rất hay rồi. Tuyền khá đáng tiếc mà Liad bắn chỉ được một mạng mà thôi. Bây giờ thì Jacob sẽ có tình huống bắt súng ở đây, KZ đã phải nằm xuống. Ba thành viên còn lại bên phía VC sẽ thoải mái xếp cho mình ba khẩu AK-47 nữa thôi. Tỷ số sẽ là 8-10. Renegade sẽ xếp được cho mình hai khẩu rifle, JKS xếp cho mình một khẩu FAMAS. Vâng, round thi đấu này Renegade vẫn đủ tiền để full buy mà thôi. Tuy nhiên vẫn chưa có AWP được lên khi mà lượng tiền cũng không còn là nhiều. Vâng, Nifty thì đã chuyển sang team MVS rồi anh em ạ. Một sự thay đổi lineup cực mạnh của bên phía team Renegade. Vâng, và VC Gaming đang muốn những tình huống mà control của middle, nhưng mà Renegade đã set up cái bài đẩy mid rồi. VC Gaming chưa để ra được mid và họ đang bỏ hoàn toàn lúc này.
họ đang đổi hướng đánh về khu bom sai A. Vâng, GKM chuyển về Sandwich, nhưng mà nếu như VG đánh full bài thì sẽ có lửa ném vào. Vâng, GKM mặc dù đã lộ vị trí vẫn không đọc Freeman trước khi mà Gravity Vision bắt KZ và nằm với Joe King. Double kill rồi, 3A chỉ đổi 2 rồi, quá là lỗ đến từ các thành viên của Renegade. Vâng, AZR vẫn đang có mặt ở đây. Và một tình huống mà lộ vị trí đến từ Joe King. Bom đang được di chuyển về khu bom sai B khi đây là một tình huống 2v2. Fake bom A để đánh bom B đến từ VC Gaming. Những cái chiến thuật rất quen thuộc ở đối với người khu châu Á. Những chiến thuật fake một sai để đặt bom một sai lại. Và đặc biệt những bài fake như thế này thì Tailu cũng như là MVP BK dùng rất nhiều. Không hiểu sao vừa rồi bên phía team VC họ gần như là cũng chiếm được bom A rồi nhưng không di chuyển luôn tất cả thành viên còn lại để đánh vào bom A nữa, và họ quyết định bách ngược với bom B. Bây giờ thì đang có vị trí của Lihat giữ khu vực short ở đây, và các thành viên bên phía team Renegade, không chính xác là VC, sẽ đặt quả bom kín mà thôi. Và bây giờ thì Lihat sẽ gọi người đồng đội của mình, đó chính là vị trí của Azer, bách về để retake khỏi bom side này. Lihat phát hiện ra một người khu vực ghế đá, và bây giờ thì đấu súng luôn, và biết luôn vị trí của cả hai thành viên bên phía team VC Gaming rồi. Búp phát vào, và cả hai thành viên bên phía team Renegade đang di chuyển cùng nhau ở khu vực B shot. Bây giờ thì Azer vừa kết thúc được Advent, tiếp tục thì Alman đang bị quay ở đây, và bây giờ thì lộ mông đến vị trí của Alman rồi. Lihat đã biết được điều này, di chuyển là khá khó chịu đến vị trí của Alman, và bây giờ thì Alman chỉ đổi được một mạng mà thôi. Có kit đến từ Lihat và tỷ số sẽ là 11-8 nghiêng với các thành viên bên phía team Renegade. Còn một round và VC đã fake phải gọi là quá là rườm rà. Cứ tưởng là bên phía team Renegade retake từ hai người ở khu B shot sẽ là hơi tù, nhưng mà họ lại retake thành công, và Renegade có một quyền tham vào tạp tích khi mà đối phương đang yếu tiền. Và tôi đã nhìn thấy một tình huống áp láo của Freeman rồi, lên láo cho mình khẩu AK và giáp 2. Nhưng mà số lượng tiền còn lại của VC Gaming thì theo tôi họ nên hấp bài. Hấp bài sẽ là hợp lý hơn, và Keyblader sẽ là người có AK. Round sau thì bên phía team VC Gaming cũng sẽ chỉ được cộng 1.900 tiền nếu như họ để thua mà thôi. Và họ sẽ quyết định fork buy luôn. Chính xác hơn gọi là full buy. Có đến 3 khẩu AK-47 rồi. Alman sẽ là người chấp nhận lên khẩu SMG để có thể lên thêm bom cho đồng đội của mình. Còn anh nên thanh niên Advent thì có thể thanh niên Advent luôn là những người suy nghĩ lâu nhất để có thể lên súng. Và bây giờ quyết định chọn cho mình khẩu UMP-45. Bom khá là đầy đủ dành cho các thành viên bên phía team VC, có thể set bài đánh vào bom sai A. Bây giờ thì di chuyển đến 5 người trong khu vực bom sai A rồi. Các thành viên bên phía VC sẽ đánh bom A trong round thi đấu này thôi. Những quả nết được trả vào là khá đau. Bên phía team Renegade đang giữ đến 3 người khu vực bom sai A ở đây. Azer vừa rồi đã có cho mình mạng của Advent. Tiếp tục thì Joe King đổi mạng thành công, một tình huống mà JKS bắn đồng đội. Tuy nhiên thì đổi mạng bằng lợi thế hơn người đang nghiêng bên phía team Renegade. Và cuối cùng thì JKS có cho mình double kill. Vâng, Azer làm 3, JKS làm 2. Một round thắng dễ dàng dành cho bên phía team Renegade. Một round thi đấu mà các thành viên Renegade chống những tình huống setup bài và nó rất hay, và chưa kể là một tình huống mà cái quả smoke ở connector ném ra là hơi chậm, AZR rất thoải mái đẩy quả để bắn hai mạng thôi. Và chưa kể là thanh niên đứng ở chân lầu nữa, những quả nết mà anh chàng này ném ra, những quả lửa chân lầu nó cực kỳ hợp lý. Người chân lầu là người sống dài nhất và không cần sử dụng cái quả flash luôn. Và một tình huống mà VG Gaming eco và muốn đẩy mid bắn nhau thì Gravity Fashion trả lời luôn. Middle là của mình đấy các bạn ạ. Một quả flash ném ra rất điệu đà. Vâng, AZR có mạng dầu kinh. Đây là round thứ 13 cho Renegade. Chắc chắn là như vậy, không thể khác được. Vâng, VG Gaming bây giờ họ sẽ di chuyển ngược lại 3 người lên trên khu vực lầu B. Và Lihat đang có tình huống nhảy check ở đây. Lihat ngày hôm nay map thi đấu này đang bắn khá tệ, chỉ có cho mình 5 frag mà thôi. Bây giờ trả nết là hơi muộn. Tuyền đến double kill dành cho Lihat rồi, bằng những tình huống cải thiện frag rất tốt. Và cuối cùng thì AZR kết thúc The Advent. Tỷ số là 13-8 nghiêng về các thành viên bên phía team Renegade. Vâng, ở đây sẽ một key round dành cho VC Gaming. Nếu như họ để thua round thi đấu này, Renegade khả năng cao sẽ kết thúc trận đấu với một kèo under. Thật sự thì Renegade là cái team đầu tiên em thấy mà sử dụng cái quyền Potatic, và sau những round thắng của mình rất nhiều từ map thi đấu đầu tiên rồi. B
bình thường thôi. Nếu như em những trận mà Navi ấy, thì những cái tình huống này nó gọi là kiểu như là rất là thường xuyên, kiểu như chưa bao giờ chuyện xảy ra ấy. Nhưng mà vấn đề là kiểu nó chỉ sử dụng em thấy một lần hai lần quá đáng lắm rồi. Vừa rồi cái map thi đấu đầu tiên Renegade, mặc dù em phải đếm được phải ba lần bốn quyền Paratic thì ba lần là pull sau những cái round thắng của mình. Thật sự những cái round thắng rất là áp đảo luôn. Vậy thì Renegade đang gọi là rất cẩn thận khi mà đây đã là một cái trận gọi là elimination match rồi. Ai thua thì sẽ phải ào giải thôi. Trận đấu như này phải đấu phải là bó cần. Và bên phía team VC Gaming trong round thi đấu này thì họ vẫn đủ tiền lên cho mình 5 khẩu AK-47, một tiếng full buy mà thôi. Và team Faction đang muốn nhìn qua quả smoke này nhưng có vẻ như là không nhìn được đâu. Quả smoke là rất kín rồi. Đang muốn chiếm khu vực middle đến từ các thành viên của VC Gaming, một tình huống pre-fire rất tốt đến từ vị trí của Joe King. Đoán được là Jacob sẽ đứng ở trong cái vị trí đó và ngay lập tức thì Jacob đã phải nằm xuống bởi Joe King rồi. Sau khi có được một mạng thành công thì VC Gaming quyết định back cả ba người ngược về khu vực bom sai A. Bằng đây sẽ là một tình huống set bài đánh vào khu vực bom sai A chăng? Freeman đang kê lại trên khu vực pallet rồi. Trong khi đó DJ KS đang có một góc đứng khá cường khu vực ARAM ở đây. Vâng, để cho một mình DJ KS solo A như thế này sẽ là rất khó. Cần phải có một tình huống back về nha thôi. Bây giờ DJ KS đã lộ vị trí rồi. Dâu Kinh đang đẩy vào một mạng dành cho vị trí của JKS. Tiếp tục là double kill, tình huống solo chỏm đầu rất hay đến vị trí của JKS. Tiếp tục thì Liad hạ gục được Alman ở trên khu vực lầu B. Và các thành viên VC Gaming lại gặp khó rồi. Nếu như mà tôi có một lời khuyên cho VC nên đi xếp súng thôi. Để thua đám thi đấu này thì thật sự là no hope. Mọi người cầm bom đã bị bắt ở Freeman lộ vị trí ưu tiên lầu. Suýt chút nữa thì có quả đà kill. Nhưng mà Freeman đưa tình huống về là 1v2. Đã có một tình huống đẩy khu vực middle đến từ AZR rồi. Bom sai A vẫn được giữ ở lì à. Quá khó cho Freeman khi mà đây một góc kê đẹp. Nhưng đó là một tình huống bắn lỗi skill của lì à. Bom được đặt default rồi. Biết điều này, các thành viên của Renegade sẽ đẩy vào cùng nhau thôi. Một tình huống mà lì à di chuyển rất đồng đội. Đợi người đồng đội cũng làm tràn lên đã, rồi mới đẩy vào cùng nhau. Bây giờ biết thì Freeman chỉ có thể ở những cái vị trí như kiểu default hoặc là chân lầu mà thôi. Bây giờ thì các thành viên về team Renegade sẽ bắt đầu đẩy vào cùng nhau. Liad đoán được điều này rồi, bây giờ thì Freeman chắc chắn sẽ phải nằm xuống và tỷ số sẽ là 14-8 nghiêng về các thành viên bên phía team Renegade. Nhặt lại được một ốp đến từ vị trí của Liad rồi. 14-8 quá khó dành cho VC Gaming. Phải nói lại là người chơi ở chân lầu vừa rồi bắn theo góc chỏm đầu quá khó chịu. Thật sự như thế. JKS JKS rồi bắn solo chọn đầu có cho mình hai cái mặt luôn. Quả ấy kiểu như là anh mất bình tĩnh sấy luôn. Và đúng là những quả chân lầu như thế mà kiểu mình mà còn quả flash trên người ấy, thì mình còn tự tin. Có tội quả thằng ấy hết đồ rồi. Bắn solo chọn đầu luôn, đọ skill tay to luôn ạ. Vâng, VC Gaming sẽ có một round thiếu full buy. Nhưng mà để thua round thiếu vừa rồi, một round thiếu này thì VC Gaming một round thiếu. Ui rồi ôi, Alman nó còn lộ cả cánh tay cho thằng Gravitation bắn. Nhưng mà Gravitation đang bị bao vây rồi. Double kill Gravitation, không triple kill khi mà dâu kênh trái đổ vào rất nhanh. AZR cover là kịp thời trước khi nằm xuống của Freeman. Tình huống đưa về là 3v2 rồi. Freeman có một khẩu ốp và có một tình góc kê đẹp. Lai à nằm xuống đang từ 3v2 thành 2v2, có một người bóc lầu. Renegade sẽ chủ động cho đối phương đặt bom, nhưng mà bên phía của Freeman đang có một lửa và một smoke lộ vị trí ở bị shot rồi. Và Freeman bắt được GKS hơi khó như GKM rồi, nhưng cần phải xử lý bình tĩnh hơn. Nhưng mà đáng nhẽ là GKM nên đi tìm người còn lại khi mà vị trí của Freeman đang kê trực diện ở bị shot. Di chuyển là khéo đến từ vị trí advanced. GKM đang không có smoke trên người là hơi khó cho anh chàng này rồi khi mà đối phương ở bucket. Vâng, mà đang có những tình huống muốn tò mò. Vâng, không nhìn thấy người rồi và GKM quyết định là đi xếp súng. Vâng, một tình huống mà Vantic Faction vừa rồi đẩy B, nhưng mà không hiểu tại sao lại không có ai cover cả. AZR thì cũng đứng khá xa khu vực A shot, B shot. Gravitation mặc dù đã có được cho mình đến hai mạng rồi, tuy nhiên thì bom sai B thủng. Ngay lập tức VC Gaming có cho mình round thắng thứ 9. Renegade round thi đấu tiếp theo họ vẫn có thể full buy mà thôi.
VC Gaming mới là người có dấu hiệu yếu tiền hơn khi mà Owlman chỉ có cho mình một khẩu UMP45. Trong đó bên phía Renegade, Liad cũng đang khá là yếu bom. Gravity Faction một lần nữa lại có một tình huống di chuyển ở khu vực window ra B-Shot rất hay. Vâng, các thành viên bên phía team VC Gaming trong round thi đấu này thì họ lại chủ động không muốn chiếm khu vực middle. Sẽ là một tình huống móc cống lên trên mid mà thôi. Bên phía team VC có vẻ như đây sẽ là một round đánh split A, khi mà đang có quả C4 được giữ bên ngoài khu vực A ram như thế này. Renegade thì đang để cho bộ đôi giữ bom dài bề, đó chính là vị trí của Liad và Gravity Faction. Vừa rồi thì AZR đã hạ gục được dâu kinh ở khu vực cống rồi. Lợi thế hơn người đang nghiêng với các thành viên bên phía team Renegade. Khó lại càng thêm khó dành cho bên phía team VC Gaming. 5v4 mà Renegade và thời gian còn 59 giây rồi. VC Gaming có vẻ như muốn đánh vào khu bomb B rồi. Nhưng mà với một quả smoke của KZ như thế này không đủ set bài B, sẽ hơi khó bắn khi mà bomb B bên phía của Renegade đang bắn đôi nghỉ vào. KZ nên trả ra quả smoke về khu vực window sẽ là hợp lý. Lia cũng góc kê như thế này, cũng góc kê để lấy thông tin rồi. Bây giờ các thành viên bên phía team VC Gaming time chỉ còn là 30 giây và sẽ bắt đầu tràn vào bom side B thôi. Buff flat rồi, Diaz bị mù trắng xóa, nhưng Gravity Faction ở khu vực B-Shot đã có cho mình hai mạng rồi. KZ cũng đã bị nằm xuống bởi Diaz ngay lập tức. Freeman đổi mạng thành công và cuối cùng Diaz kết thúc được Freeman. Và tỷ số là 15-9, 6 cái match point dành cho bên phía team Renegade. VC Gaming dẫn trước 7-0 và sau 25 giao đấu thì Renegade đã dẫn trước lại với tỷ số 15-9. Và bây giờ thì VC còn bị reset tiền nữa. Thôi xong rồi. Quá khó rồi nhiều VC. Rào tiền cuối cùng, một AK duy nhất, 4 khẩu lục. Liệu Freeman, người được tin tưởng, giao cho khẩu AK-47 có thể đem về cái nào chiến thắng dành cho bên phía team VC Gaming hay không đây? Renegade đang giữ cho mình đội hình khá cơ bản thôi và VC có vẻ như đang muốn đánh một cuộc bom sai A rồi. Tuyền chỉ có một quả smoke đến từ vị trí của Freeman, thậm chí Freeman là người cầm AK nữa. Cầm AK nhưng lại chủ động là người support cho đồng đội của mình tăng vào bom sai. Bây giờ thì một quả lửa trả ra, tuy nhiên thì các thành viên đến VC đã tràn vào rồi. Jacob có cho mình double kill. Tuy nhiên Advent cũng là KZ, mỗi người cũng đổi cho mình một mạng và một tình huống mà Gravity Faction bắn ốp rất tốt. Tiếp tục thì chỉ còn một mình Freeman mà thôi. Vâng, thanh niên duy nhất có khẩu súng to thì là người support đi cuối cùng. Bây giờ thì tỷ số sẽ là 16-9, nghiêng với các thành viên bên phía team Renegade. Đi cuối cùng, thí bồ đấy em ạ. Nhưng đó là tình huống mà gần như là thành công của các player bên phía VC Gaming. Và chúng ta đã tìm được cái tên đầu tiên bị loại khỏi giải thi đấu ESL Pro Legion 8 Final. Đó chính là VC Gaming. Trong kèo bò ba này, họ đã thua Renegade với tỷ số 2-0. Vâng, vậy là trận thi đấu đã kết thúc ở đây rồi. Và ngày thi đấu đầu tiên của chúng tôi vẫn còn một lượt trận thi đấu nữa. Anh em đừng quên nhé anh em ơi, Caster Bowman, idol của giới trẻ chúng ta sẽ cast ở lượt thi đấu này. Còn tôi và Trọng Linh đã hoàn thành ngày thi đấu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ngày thi đấu hôm nay. Hôm nay thì cũng đã là 12:52 rồi, gần như là 1 giờ sáng rồi. Xin chào anh em nhá.